Hôm nay tập hợp lên cho cả nhà một cặp xe đua, một con Coratec và một con Rios. Hai con xe này thì mình là xách tay Nhật hay cả nhà. Con Coratec này hôm trước là có lên video rồi nè. Bữa nay tập hợp lại cho cả nhà cùng một video để mình có thể dễ dàng xem xe luôn hay cả nhà. Một con Coratec và một con Rios. Đây là hai con xe đua nha cả nhà. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều khách hàng comment trên kênh mình á. Hỏi mấy con xe cao cao rồi mấy con xe bánh nhỏ rồi đó đi tốc độ rồi này kia có vài mươi km trên giờ không, thì cập nhật với cả nhà là những con xe đó là những con xe bình thường nha cả nhà. Còn nếu muốn đi tốc độ nè 30 40 thì đây đó, thì mấy con xe này mới là mấy con xe đua hết cả nhà đó. Còn không có ai mà đi lấy những cái con xe kia mà ra mà đi mà tốc độ mấy chục km trên giờ là chuyện đó không có nha cả nhà. Thì cái số 3 của nó đạp dữ lắm thì cũng hai mấy km trên giờ cũng được á, chứ không phải là không được. Nhưng mà có điều cái mấy chiếc xe đó không phải là chiếc xe chuyên dụng đâu đó, như mấy chiếc này nè đó, như cả nhà là muốn đua với xe Honda đồ này kia nè đó, đó là mấy chiếc này nè đó. Ví dụ như mình muốn mua một chiếc xe hoặc muốn chơi chiếc xe thì mình tìm hiểu nó kỹ một chút xíu cái dòng nào nó phù hợp ha. Ví dụ như những con xe này mà tay ngang chưa chắc có thể là gọi là xe đua được đâu đó. Đây những con xe road nè, những con xe nhiều clip này, nhiều tốc độ ha, nhiều dĩa thì cộng thêm sườn bọng nè, rồi bánh này, này kia này, về cân nặng về đủ thứ hết, thì nó mới kết hợp được với nhau thì nó mới ra được một con xe đua nha cả nhà. Còn mấy chiếc kia thì dạng như chạy bình thường thôi, thì xe nào nó có cái công dụng đấy, cho nên là chúng ta trước khi mà muốn hỏi thì mình cũng nghiên cứu lại cho nó kỹ, để nhiều người người ta vô người ta đọc người ta thấy mình comment vậy người ta cười chết. Con này thì là Coratec Dolomiti này cả nhà, đây là phiên bản đặc biệt ha. Thì con này là sản xuất là tầm khoảng 2000 mười mấy đó, 12 13 gì đó cả nhà, cũng đã hơn chục năm rồi. Mà con xe này rất đẹp nha, xe rất đẹp, đẹp từ bộ tem cho đến cái chất xe luôn. Tại vì cả nhà thấy nè, con này thì nó sử dụng cặp lốp Baracer nè, nhưng mà đây là cái cặp lốp đua đó cả nhà, nhám ha. Đây tại vì cái gân giữa của nó là khi mà chúng ta đổ keo á nó còn gân giữa nè, thì chứng tỏ đây là một con xe ít ít đi ha, rất là ít đi luôn á chứ không phải là ít đi nè. Đó thì cặp lốp này là cặp lốp Made in Japan nè đó. Đây thông số lốp nè cả nhà coi ha, thì thường những cặp lốp của những con xe này rất là ngon ha cả nhà. Sử dụng cặp bánh đạn ha, cặp bánh đạn của Shimano, và con này thông số là sườn nhôm. Hai con xe này là hai con xe cùng là xe đua nhưng mà nó là hai cái cách thiết kế khác nhau. Rồi con Ghi ở bên trong này là sử dụng cái cây sườn thép ha cả nhà, thép chromoly á, nhưng mà nó dạng như là siêu nhẹ luôn. Thì con này cái dáng nó là dáng vintage, tức nghĩa là những cái thiết kế của kiểu ngày xưa đó. Đó, còn con này là thiết kế của cái sườn hiện đại bây giờ nè. Con này là kiếm trước của nó là bằng carbon luôn nha cả nhà. Đó, rất là đẹp. Con xe này hôm trước mình kêu bán là 17 triệu rưỡi nè, để xe xách tay ha. Thì con này nó sẵn cái gọng bình nước luôn và cấu hình của nó là hai nhân ra máy đó. Để tí xíu mình đi qua bản mình cập nhật lại cho cả nhà, tại vì con xe này có lên rồi. Và một điểm cũng đặc biệt là hai con xe này là full đồ Tiara ha. Đây cái này cũng Tiara, con kia cũng là Tiara luôn, nhưng mà Tiara thì nó cũng có nhiều dòng. Thì con này thì kiểu như nó cũng thiên về cái tốc độ á, với lại lực lưỡng hơn ha cả nhà. Đây sườn cong ra tắc là của Đức nha, con này size xe là tầm khoảng 46 47 nè đó, chiều cao phù hợp thì cả nhà đi tầm khoảng chắc trên dưới 1m6 là con xe này rất là đẹp ha. Đây Coratec Dolomiti hay cả nhà, rất là đẹp. Này con này hôm trước có khách trả giá mình rồi mà mình chưa có bán, tại vì thực sự ra thì đây là những con xe xách tay cho nên là cái giá mình lấy vô rất là cao, và những con xe này thì mình không dám chơi xe bãi cả nhà, tại vì mình cũng chẳng biết ở bên trong nó như thế nào, cho nên là bắt buộc là phải chơi những con xe xách tay thế này ha. Còn xe bãi thì không được về đâu cả nhà, thì tại vì đây là những con xe mà mình mua trực tiếp của cái người dùng ở bên á, thì họ có thể là nâng cấp hoặc là họ chán hoặc là họ chuyển nhà rồi đó thì họ bán thôi. Đây đó, của Đức hay cả nhà, thì cái sườn Goretex này thì không có gì phải bàn cãi rồi. Đây
một vòng ôm tay của mình là nó tầm khoảng hai mấy cm rồi. Ha, còn cái sườn trên nữa này, sườn trên cũng lớn nữa nhưng mà nó nhỏ hơn cái sườn kia một tí xíu. Con này là full đồ tira nha cả nhà, cái giò dĩa hoặc là tay lắc là cũng tira luôn. Rất là đẹp. Con xe này thì cực kỳ thể thao luôn, hai con xe này. Còn con Ghiót là cái thiết kế của nó, khi mà chúng ta nhìn vô là biết con xe Ghiót liền. Tại vì nó cái sườn của nó này cả nhà, đó, nó có ba khoang rõ rệt ha, nhìn vô là biết con xe Ghiót liền. Thì con này lớp sau lớp trước là nó đồng bộ hết. Đây cả nhà thấy nè. Đó, thấy không? Cái lằn mà chỉ giữa của nó còn chưa mòn hết thì không có đi được bao nhiêu đâu cả nhà. Con này thì đi cặp bánh đạn, con này cũng vậy luôn hay cả nhà. Đây. Shimano Tierra, con này là đồ hai nhân mấy đây ta. Mình đếm dễ cho khách luôn nha. Hai nhân cho 10 nha cả nhà. Con này là tới 20 tốc độ lận á. Đây, rất là đẹp ha. Đồ đạc là nguyên hết ở bển về sao là nó vậy ha. Con xe này rất là liền lạc nha, cho nên là khách nào cần một con xe mà để mà chơi mà kêu bằng là cố định mà lâu dài thì đây là những cái con xe mà như con Coratec này ha, cực kỳ bền bỉ luôn nha cả nhà. Với cái số tiền này thì không dạ gì để đi mua những con xe carbon Trung Quốc chạy nha nha, mà nói thẳng luôn sập ổ gà là gãy liền ha. Đó, thà chúng ta chơi những con xe sườn nhôm như thế này ha, ngon hơn. Đừng có ham xe carbon Trung Quốc, bây giờ nó bán đầy hết đó. Giá thì rất là rẻ ha, cũng mười mấy 20 triệu là được một con sườn carbon rồi. Nhưng mà so với xe này thì mình nói không có tuổi nào mà để mà theo được hết nha, tiền nào thì của nấy thôi. Con này kiếm trước của nó cũng là carbon đó, 17 triệu 500. Rồi con Ghiót Vintage. Đây, con này thì sử dụng sườn CRMO nè, tức nghĩa là chromoly á, thì là sườn thép nhưng mà dạng như là thép đặc biệt nè cả nhà. Nó có để rõ ràng trên cái sườn nè ha. Đó. Thì những con xe mà theo cái xu hướng mà dán cổ như thế này á, thì cái cây sườn của nó là sườn thép. Kiếm trước là kiếm mạ rơm ha cả nhà. Đây, kiếm mạ rơm. Con này thì hai con này đều là niền xé gió hết, nhưng mà con này là niền sơn, còn con này là niền nhôm. Đó, niền nhôm trắng. Cặp bánh trước sau cũng là bánh mặt đạn nè. Đó, Ghiót. Ghiót thì của Ý nha cả nhà. Còn Coratec là của Đức. Con Ghiót này thì cũng sử dụng đồ Tiara này cả nhà. Đó, nhưng mà hai cái đời khác nhau nha, cho nên là chúng ta thấy hai cái cùi đề nó cũng khác nhau luôn. Đó, đây thông số của cái đùm này cả nhà. Đó, hai tiếng kêu khác nhau luôn ha. Còn con này thì xây frame xây của nó là 50, 50 đây. Đó, xe 50, 50 thì phù hợp cho cả nhà, chiều cao là tầm khoảng 1m65 trở lên hoặc là trên dưới 1m7. Con này thì đồ của nó thì kiểu đồ vintage cho nên là nó làm nhôm sáng nha cả nhà. Đây, sáng rất là đẹp luôn. Đó, con này là không biết mấy dĩa mấy clip quên mất tiêu rồi. Đây. Và tay lắc của nó là của Durac nha cả nhà. Dura Ace đó. Đây, tay lắc Durac ha. Tay lắc Durac. Con này thì cũng hai dĩa nhưng mà clip hình như là nó cũng 8 hay 9 gì thôi. Con này là 9 nha cả nhà, là 2 nhân 9. Còn con này là 2 nhân 10 nè, đó. Mấy con xe đua nè, đó. Cả nhà nào mà muốn chơi mà tốc độ đó đi đua với xe Honda rồi thì con xe này ha. Đây, design in Italia nè. Ghiót thì tem bọng đồ này kia của nó nhiều lắm. Nó đóng tùm lum hết đó cả nhà. Con xe Ghiót nào cũng vậy chứ không phải là riêng gì cái con vintage này. Con này là đóng hơi ít rồi, còn nhiều con đóng nhiều hơn nữa. Ở chỗ nào thì chúng ta cũng có thể là bắt gặp được cái chữ Ghiót hết.
Đó, ram xây con này là 50. Đó. Hai con này thì sườn siêu nhẹ luôn nha cả nhà. Sườn thép siêu nhẹ đó. Con này thì chúng ta sử dụng cái tai lắc ở đây ha. Đó, tại vì xe vintage thì nó sẽ là tai lắc ở dưới cây sườn dưới, còn cái này thì nó kết hợp luôn tai thắng với lại tai lắc ở ngoài trước sườn xe. Còn hai cái thắng thì nó nằm ở trên thôi ha cả nhà. Con này cũng rất là đẹp luôn. Giá xe cũng là 17 triệu rưỡi luôn ha cả nhà. Con này thì cặp lớp là đây, cặp lớp 700 x 23C ha cả nhà. Còn con này hồi nãy là 700 x 25C. Thì cặp lớp này có xu hướng là hơi lớn hơn xe này một chút xíu. Cho nên là con Ghiót này thì chúng ta đi nó tốc độ nè cả nhà ha. Sườn nhỏ gọn. Bánh cũng nhỏ hơn luôn. Thanh mảnh ha, sườn cao. Còn con này thì bánh hơi lớn hơn một xíu. Đây, để quay về cho cả nhà tham khảo. Đó, cặp xe rất là đẹp luôn. Đó, tầm khoảng mười mấy triệu thì những con xe này thì vừa chơi hết cả nhà. Đó, vừa chơi. Ví dụ như chúng ta đi một thời gian chán bán lại thì chăng nữa thì nó cũng hết lỗ rồi cả nhà. Tại vì những xe này mới thì giá của nó thì tầm khoảng hiện tại giá này thì tầm khoảng có khoảng 60% so với xe mới thôi. Đó. Cho nên là người ta đã lỗ rồi, mình không lỗ nữa. Đó. Và chất xe thì cả nhà thấy nè, đồ đạc thì cũng còn rất là đẹp, nguyên zin hết ha, chưa qua sơn phết gì hết, zin về như thế nào thì mình để như thế nấy thôi. Đó. Như cái con Dolomiti này nè, cũng gần như là xe mới luôn rồi, chỉ có là xe xách tay về thôi ha. Rồi cả nhà nào chơi thì alo cho Phúc. À, qua số điện thoại là 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bãi xin chào ngày anh em clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.